Các em nè, trong quá trình học thì các em đã rất là muốn đồng hành cùng với cô bằng cách là có sách ở bên cạnh mình, đúng không nè? Để có thể vừa nghe cô giảng bài nè, vừa ghi chép lại những điều mà các em cần lưu ý, đồng hành cùng làm các bài tập và sửa các bài tập ngay tại thời điểm mà mình học luôn, đúng không? Vậy thì cô mời các em hãy nhanh tay nhấn vào phần mô tả ở phía dưới video clip này để có thể sở hữu được ngay trọn bộ sách và đọc cùng với cái voucher rất là hấp dẫn luôn nha. Và khi mà các em sở hữu được bộ sách này thì các em sẽ có thể tăng được hiệu quả học tập của mình, cũng như là rèn luyện được những kỹ năng làm bài tập và hiểu rõ hơn về ngữ pháp nữa nè. Vậy thì các em hãy nhanh tay nhấn vào phần mô tả ở phía dưới để sở hữu ngay bộ sách này nha các em. Hello everyone, welcome back to our English class. How are you today? Today we are going to learn Unit 8, our favorite food. Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại bài học ngày hôm nay với cô nha. Các em có khỏe không nè? Hôm nay thì các em hãy cùng với cô học Unit 8 bài đồ ăn yêu thích của chúng tôi. Ở đây thì cô có một bức tranh, những người bạn đang nói chuyện với nhau, cùng với cô tìm hiểu xem họ đang nói gì với nhau nha. Trước tiên cùng với cô đọc trước nha. Tommy nói là It's Brian's birthday today. If we buy some biscuits, we will have something to take to his party this afternoon. Ready-made biscuits are full of sugar and additives. If we take a homemade fruit cake, we won't have to eat unhealthy food. Good idea. We'll have time to make a cake if we go home now. Bây giờ cùng với cô dịch xem là họ đang nói gì với nhau nha. Tommy nói rằng là hôm nay là sinh nhật của Ryan. Nếu mà chúng ta mua một vài cái bánh quy á, thì chúng ta sẽ có một cái gì đó để mà mang đến bữa tiệc sinh nhật của anh ấy vào chiều nay. Bác mới nói rằng những cái bánh quy mà làm sẵn á, thì nó chứa đầy đường và những cái chất phụ gia. Nếu mà chúng ta mang cái bánh kem trái cây tự làm đến á, thì chúng ta sẽ không phải ăn những đồ ăn mà nó không tốt cho sức khỏe. Mary mới nói là ý tưởng hay đó. Chúng ta sẽ có đủ thời gian để làm một chiếc bánh nếu mà chúng ta quay trở về nhà ngay bây giờ. Nếu mà chúng ta về nhà ngay lúc này bây giờ ha. Tiếp theo ở phần này thì các em hãy cùng với cô tìm hiểu về câu điều kiện loại 1 nha. Nó là gì thì hãy vào bài với cô ngay để tìm hiểu nha. We use the first conditional to talk about things that will happen in the future. We use it when one action depends on another action. Chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để nói về những việc mà nó sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng ta sử dụng nó khi mà một cái hành động phụ thuộc vào một hành động khác. Cô ví dụ, If we buy these biscuits, we'll have something to take to his party this afternoon. Nếu mà chúng ta mua những cái bánh quy này, thì chúng ta sẽ có một cái gì đó để mang đến bữa tiệc của anh ấy vào chiều nay. Our first conditional sentence has two parts called clauses. We use a present tense verb in the if clause and will or won't plus base form in the will or won't clause. Câu điều kiện loại 1 thì có hai phần được gọi là những mệnh đề. Chúng ta sẽ sử dụng động từ ở thì hiện tại trong câu điều kiện if, trong mệnh đề if và will hoặc là won't cộng với verb không, verb nguyên mẫu trong câu điều kiện của will hoặc là won't. Câu ví dụ cho các em dễ hiểu hơn ha. Ở mệnh đề if clause thì chúng ta có câu là if we buy some biscuits, nếu mà chúng ta mua một ít bánh quy, một vài cái bánh quy. Còn ở mệnh đề will won't clause, mệnh đề will hoặc là won't, thì cô có câu là we'll have something to take to his party this afternoon. Chúng ta sẽ có một cái gì đó để mang đến bữa tiệc của anh ấy vào chiều nay. We can also put the will or won't clause first. Chúng ta cũng có thể đặt mệnh đề will hoặc là won't lên trước nữa ha. Có ví dụ như chúng ta will hoặc là won't clause, chúng ta đặt mệnh đề will won't lên trước nè. We'll have time to make a cake. Chúng ta sẽ có đủ thời gian để mà làm một cái bánh. If clause. Còn mệnh đề if thì các em cũng có thể đặt phía sau là if we go home now, nếu mà chúng ta về nhà ngay bây giờ. When the if clause is first, we add a comma. When the will or won't clause is first, we don't add a comma. Khi mà mệnh đề if đứng ở đầu câu thì chúng ta cần phải có dấu phẩy ha. Còn nếu như mà mệnh đề will hoặc là won't đứng ở phía trước thì chúng ta không cần dấu phẩy. Còn ví dụ ha, if we go home now, we'll have time to make a cake. Nếu mà chúng ta về nhà ngay bây giờ thì chúng ta sẽ có đủ thời gian để làm một cái bánh.
Mệnh đề if đang đứng ở đầu câu nên sau đó còn phải cần một dấu phẩy. Ví dụ khác, we'll have time to make a cake if we go home now. Chúng ta sẽ có đủ thời gian để làm một cái bánh nếu mà chúng ta về nhà ngay bây giờ. Ở đây thì mệnh đề will của cô đang đứng đầu câu nên sau đó cô không cần dấu phẩy ở đây nha. Vậy là các em đã cùng với cô tìm hiểu về câu điều kiện loại 1 rồi đúng không nè? Bây giờ hãy cùng với cô đến với bài tập số 1 để chúng ta có thể hiểu rõ hơn nữa nha. Bài tập số 1, underline the if clauses, gạch chân những cái mệnh đề if. Healthy children eat healthy food. If you eat healthy food, you will be strong and have lots of energy. Những đứa trẻ khỏe mạnh thì ăn những cái đồ ăn tốt cho sức khỏe. Nếu như mà bạn ăn những đồ ăn tốt cho sức khỏe thì bạn sẽ có một cái cơ thể khỏe mạnh và có rất là nhiều năng lượng. Vậy ở trong câu này các em có tìm thấy câu điều kiện if, câu mệnh đề if ở đâu không? Đúng rồi, nó đang nằm ở đầu đúng không? If you eat healthy food, vậy thì cô sẽ gạch mệnh đề if ở đây. Tương tự như vậy thì các em hãy tìm những mệnh đề if còn lại và gạch chân vào cho cô nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nè. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ cùng với cô kiểm tra xem mình có làm đúng không nha. Rồi, đây là những đáp án của cô. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 2 cùng với cô nha. Match 1 to 6 with A to F. Ở bài tập này thì bên này cô có 6 câu tương ứng với 6 câu bên này. Các em hãy đọc từng câu rồi tìm đáp án thích hợp, sau đó điền chữ cái từ A tới F vào chỗ trống bên này nha. Cô có ví dụ number 1. If you eat healthy food, nếu mà bạn ăn những đồ ăn tốt cho sức khỏe thì như thế nào đây? Các em hãy tìm đáp án ở bên này nha. Các em đã có câu trả lời chưa nè? Đúng rồi, đó chính là câu you have lots of energy. Bạn sẽ có rất là nhiều năng lượng, vì vậy con sẽ điền chữ F vào number 1. Tương tự như vậy thì các em hãy làm những câu còn lại nha. Con sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nè. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ cùng với cô kiểm tra đáp án đúng nha. Number 2 là B. Number 3 đáp án của chúng ta là câu C. Và number 4 E. Tiếp theo number 5 cô có câu D. Và cuối cùng là A. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 3 nha. Circle the correct answer. Khoanh tròn vào đáp án đúng. Cô có ví dụ number 1. They'll go by train if the car isn't working, hay là won't be working. Ở đây thì cô có hai đáp án ha. Họ sẽ đi bằng xe lửa nếu mà chiếc xe của họ không hoạt động. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng isn't working hay là won't be working đây. Các em đã có đáp án chưa nè? Đúng rồi, đó chính là isn't working ha. Tương tự như vậy thì các em hãy làm những câu còn lại, khoanh tròn vào đáp án đúng cho cô nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nè. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ cùng với cô kiểm tra đáp án đúng nha. Number 2. If you don't go to the cinema, you won't see the film. Number 3. If you add too much salt, the food will taste bad. Number 4. If my sister wants to, we'll go to the park. Number 5. The holiday will be right if the weather's good. Tiếp theo là number 6. If Tony doesn't play for the team, he'll be unhappy. Number 7. We won't go shopping if you don't want to. Cuối cùng là number 8. We'll go outside if it isn't raining. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 4 nha. Complete the first conditional sentences. Use words in the box. Ở bài tập này thì các em hãy hoàn thành câu điều kiện loại 1 nha. Sử dụng những từ người ta đã cho mình sẵn ở trong khung nè. Cô có ví dụ.
If it's sunny at the weekend. Nếu như mà trời nắng vào cuối tuần thì các em hãy nhìn ha. Ryan, nhìn vào hình number 1 với cô Ryan sẽ làm gì đây? À, nếu mà trời nắng thì anh ấy sẽ đi bơi đúng không nè? Đi bơi là, đúng rồi, go swimming. Và các em nhìn, ở mệnh đề đầu chúng ta đang sử dụng mệnh đề if rồi nè. Vậy thì mệnh đề phía sau sẽ là? Đúng rồi, đó chính là will ha. Ryan will go swimming. Ryan sẽ đi bơi. Tương tự thì if it rains at the weekend. Nếu như mà trời mưa vào cuối tuần thì Ryan có đi bơi nữa không các em? À, chắc chắn là không rồi đúng không nè. Vậy thì chúng ta sẽ viết câu là Ryan won't go swimming. Ryan sẽ không đi bơi. Tương tự như vậy thì các em hãy làm những câu còn lại nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập số 4 này nè. Làm xong chưa? Bây giờ cùng với cô kiểm tra đáp án đúng nha. Martin will play football. Martin won't play football. Tiếp theo, Beth and Marty will eat ice cream. Beth and Marty won't eat ice cream. Tommy will build a tree house. Tommy won't build a tree house. Mr. Casey will go running. Mr. Casey won't go running. Và cuối cùng, Mrs. Casey will work in the garden. Và Mrs. Casey won't work in the garden. Và chúng ta sẽ đến với bài tập số 5 nha. Complete the first conditional sentences. Use the verbs in brackets. Ở bài tập này thì các em hãy hoàn thành câu điều kiện loại 1, sử dụng những động từ người ta đã cho ở trong ngoặc để chia nha. Cô có ví dụ number 1. If we, từ trong ngoặc của chúng ta là have mum make the cake, she be happy. Nếu mà chúng ta giúp đỡ mẹ làm bánh kem thì bà ấy sẽ rất là vui. Đầu tiên ở mệnh đề đầu thì chúng ta, các em nhìn ha, người ta đang sử dụng mệnh đề if. Vậy thì chơi trong ngoặc have chúng ta sẽ chia là verb không đúng không? Cô sẽ ghi lại have. Và phía sau thì chúng ta chắc chắn sẽ chia mệnh đề will rồi. Will happy, will be đúng không nè? Vậy thì number 1 cô có if we have mum make the cake, she'll be happy. Tương tự như vậy thì các em hãy làm những câu còn lại nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập số 5 này nha. Đã điền xong chưa? Bây giờ cùng với cô check đáp án đúng nha. Number 2. Tamar will buy an apple if she goes shopping. Number 3. If you add lots of sugar, the cake will be unhealthy. Number 4. The cake will stay good if you use enough fruit. Number 5. If you buy really, really make cakes, there will be lots of additives. Number 6. If you add enough salt, the bread will taste good. Number 7. Plants will grow quickly if there's lots of rain. Và cuối cùng là number 8. Children will be healthy if they eat enough vegetables and fruit. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 6 nha. Look at exercise 5. Write sentences. Make both clauses negative. Ở bài tập này thì các em hãy nhìn lại bài tập số 5 mà chúng ta vừa làm nè. Viết câu làm cho hai mệnh đề đều là phủ định luôn nha. Cô có ví dụ number 1. If we have mum make the cake, she'll be happy. Nếu mà chúng ta giúp đỡ mẹ làm bánh kem thì bà ấy sẽ rất là vui. Vậy thì bây giờ các em hãy chuyển hai mệnh này đây thành phủ định là như thế nào đây? À, các em có biết không nè? Nếu mà chúng ta không giúp đỡ mẹ thì bà ấy sẽ không có vui đúng không nè? Vậy thì chúng ta sẽ viết là if we don't have mum make the cake, she won't be happy. Tương tự như vậy thì các em hãy viết những câu còn lại nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nè. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ cùng với cô xem đáp án đúng nha. Number 2.
Tamar won't buy an apple if she doesn't go shopping. Number 3. If you don't add lots of sugar, the cake won't be unhealthy. Number 4. The cake won't taste good if you don't use enough fruit. Tiếp theo là number 5. If you don't buy ready-made cakes, there won't be lots of additives. Number 6. If you don't add enough salt, the bread won't taste good. Tiếp theo là number 7. Plants won't grow quickly if there isn't lots of rain. Number 8. Children won't be healthy if they don't eat enough vegetable and fruit. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 7 cùng với cô nha. Write the words in the correct order to make first conditional sentences. Ở bài tập này thì các từ trong câu của cô đã bị xáo trộn rồi nè. Các em hãy sắp xếp lại sao cho đúng thứ tự để tạo thành câu điều kiện loại 1 nha. Cô có ví dụ number 1. Ở đây thì đề người ta cho, người ta đã viết lộn xộn ha. Và sau khi sắp xếp thì cô được câu hoàn chỉnh là If you don't do your homework, you won't learn quickly. Nếu như mà bạn không làm bài tập về nhà của bạn á, thì bạn sẽ không học tập một cách nhanh chóng được. Tương tự như vậy thì các em hãy làm những câu còn lại ha. Sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nha. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ cùng với cô check đáp án đúng nha. Number 2. Sydney will be a better player if he plays football every day. Number 3. If you eat healthy food, you'll have more energy. Number 4. If Polly saves her pocket money, she'll buy a new MP3 player. Number 5. Sally will learn some English words if she goes to London for a week. Và cuối cùng là number 6. You won't get good test results if your brother does your homework for you. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 8 cùng với cô nha. Look at the chart, complete the first conditional sentences. Ở bài tập này thì các em hãy nhìn cái biểu đồ ở đây ha. Hoàn thành câu điều kiện loại 1 nè. My plans, kế hoạch của tôi. Help with housework, giúp việc nhà. Sau khi nếu mà bạn giúp việc nhà thì bạn sẽ được cái gì đây? À, have some pocket money, bạn sẽ có một ít tiền tiêu vặt đúng không nè. Vậy thì chúng ta sẽ có câu là if Theo helps with the housework, he'll have some pocket money. Nếu mà Theo giúp đỡ việc nhà thì anh ấy sẽ có một ít tiền tiêu vặt đúng không nè. Cô sẽ có thêm một ví dụ nữa ha. If Theo has some pocket money, nếu mà Theo có một ít tiền tiêu vặt thì anh ấy sẽ làm gì đây? À, cùng với cô xem tiếp ha. Anh ấy sẽ go to the cinema. Anh ấy sẽ đi đến rạp chiếu phim, đi xem phim đúng không? He'll go to the cinema. Tương tự như vậy thì các em hãy làm những câu còn lại nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nè. Các em đã hoàn thành chưa? Bây giờ cùng với cô sửa bài tập này nha. Number 3. If Theo goes to the cinema, he won't have time to do his homework. Number 4. If Theo doesn't have time to do his homework, he'll get a bad mark in the test. Tiếp theo là number 5. If Theo gets a bad mark in the test, mom and dad will be unhappy. Tiếp theo là number 6. If Theo doesn't go to the cinema, he'll have time to do his homework. Number 7. If Theo has time to do his homework, he'll get a good mark in the test. Và cuối cùng là number 8. If Theo gets a good mark in the test, mom and dad will be happy.